Xin ơi, chào tất cả các bác và các anh em. Em lại làm chiếc băng số của chị em Hải Phòng, là chiếc băng số ABK1200 mã. Em thì cũng đang gọi là cúm mấy ngày hôm nay. Thế nhưng mà cũng phải hát thử thôi. Bởi vì đây là một chú em là khách quen của em và đã gửi cho em rất nhiều băng số để căn chỉnh rồi. Giới thiệu cho anh em bạn bè rất nhiều rồi, cho nên rằng là em sẽ cố gắng em hát để mà như vậy là thử cái chất âm dì vợt ở trên cái dòng băng số AB xem thế nào. Đây là một chú em ở Hải Phòng mà gửi cho em chiếc băng số ABK1200 mã. Rất là hài lòng với chất âm mà trước đây em đã làm và lại giới thiệu cho anh em bạn bè gửi chiếc băng số ABK1200 mã cho em căn chỉnh. Đây là cái cảm nhận là khi mà chú em này có hát thử chiếc băng ABK1200 mã của người bạn. Cái nặng này á, cái nặng này là do làm effect, và run này là do cái compressor, do cái limit compressor đầu ra. Thì em chia sẻ rồi là cái effect làm không tốt ấy, thì hát rất là nặng, bí nặng và run là do compressor. Chú này có quay một cái không gian rất là rộng. Thì trước đây thì cũng đã gửi cho em rất nhiều vang số để căn chỉnh rồi, và lại giới thiệu cho anh em bạn bè để gửi chiếc vang số ABK1200 mã. Em cũng đang làm đây. Và theo cầu chú này á, là chú bởi vì khách quen mà cho nên là biết được cả là các cái chế độ em làm sáng này, tối này, dì vợt này, ngoài trời. Tức là đối với các anh em đã từng gửi vang số hoặc là mua số của em ấy thì rất quen với các chế độ là sáng, tối, dì vợt, ngoài trời, định giọng hay là ít vang nhại. Đây là cái thiết bị của chú này đang dùng. Chưa có súp nhưng mà em vẫn làm cổng súp ở chú này. Có quay. Đây là cái trước đây là có cài cho chú này chiếc vang số DK8006. Có cài DK8006 và làm ở chế độ dì vợt. Làm dì vợt. Thì trước khi làm cho các anh em ấy thì em cũng xem xét lại về cái thiết bị cũng như là cái nhu cầu của các anh em khi mà gửi vang số như căn chỉnh. Tí nữa em sẽ hát thử luôn chế độ dì vợt ở trên chiếc băng số ABK1000. Mặc dù thì mấy hôm nay cũng cúm, các bác nghe giọng của em chắc nó hơi khác so với bình thường một chút, bởi vì gọi là cúm nhẹ. Đây là chiếc DK. Chú này cũng đã gửi cho em chiếc ABK9006 rồi DK8006. DK8006 và ABK9006. Rất nhiều vang số em đã làm cho chú em này. Rất nhiều vang số làm cho em này. Và chú em này có lẽ thích hát một cái dâm dì vợt. Thì đây là chế độ dì vợt này. Em chia sẻ luôn các bạn anh em. Đây là một chế độ dì vợt. Một chế độ dì vợt này. Đây, một chế độ dì vợt. Thì đối với em làm ấy, đã làm dì vợt là không e cho đâu nhá. Đây này, e cho này. E cho là để không. Đây là chế độ dì vợt. Theo cầu chú này ấy, đây này, sáng này. Bởi vì trên cái dòng vang số này ấy, là như vậy có 4 chế độ trên mặt máy. Tương ứng với lại 1 là sáng này, 2 là tối, 3 là dì vợt, 4 là định giọng này. Thì bây giờ gọi cái dì vợt này ra này. Và các bác sẽ tham khảo cái cấu hình dì vợt này. Cấu hình dì vợt. Và em đã làm dì vợt đấy là 100% chỉ có dì vợt, không có cho đâu nhá. Và bây giờ sẽ hát thử này, để chia sẻ các bạn anh em về cái dì vợt, một cấu hình dì vợt này, và hát thử một cái bài. Mặc dù thì giọng nó cũng không tốt lắm nhưng mà thôi cứ hát. Nhưng mà chính giọng không tốt thì khi em làm băng số ấy, bởi vì là em hát mà nó dễ thì các bác sẽ dễ hơn nhiều, bởi vì cái giọng của em là nó trầm, nó đục, nó khàn, nó không bắt mic. Mà các bác nghe em thử mic thì thấy chất âm rất là sáng. Đấy là các bác dễ hát. Và đặc tính ở trên cái dòng AB hàng mới này nhá, ở đây có hai dạng AB. Màu đen này là của chú em Bắc Ninh thì chất âm nó mềm hơn này. Thế còn AAB hàng Tân Cường hàng mới nữa này thì chất âm sáng hơn nhá, chất âm sáng hơn. Bây giờ sẽ thử hát luôn này. Giờ thử bật mic lên thử chế độ dì vọt đã. Đây là chế độ dì vọt này. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10. 4 7 10. 2 3 5 6 7 1 2 6 7 4 7 10.
2, 3, 5, 6. Và bây giờ em sẽ hát này. Quay lại nhìn anh.
bác thấy em hát cái chế độ gì vợt này? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 4, 7, 10 2, 3, 5, 6 1, 2, 6 Bởi vì chú em này đấy, là chú rất thích hát cái chế độ, các chế độ dịp vợt mà em làm trên các văn số. Cho nên là trước khi gửi cho chú này sử dụng thì em cũng hát thử để cho chú em này có thể là nghe được về cái chế độ dịp vợt. Và chế độ dịp vợt này là chế độ nằm ở cái vị trí số 3, vị trí số 3, và chú này có yêu cầu là khi bật máy lên ấy thì sẽ là chạy luôn chế độ số 3. Thế còn sẽ làm là 4 chế độ cho chú này, trong đó có một chế độ nịnh giọng là một cái chế độ mà là sử dụng cho không gian ngoài trời. Thì các bác vừa nghe em hát thử chế độ dịp vợt ở trên cái dòng văn số ABK1000 hay là mã hàng Tân Cường để mà chiều nay gửi cho chú em này chú ý sử dụng.